Xin chào bạn, tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Vì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn học cái phần mềm cái plugin để tạo lửa và khói cho cái Smart 4D. Thì nó có tên là Turbulent bằng Turbulent FD. Bạn lên Google bạn đánh ha, Turbulent FD đây, thì nó sẽ ra được cái trang chủ của cái plugin này, source.set. Đây, source.set.com. Rồi chúng ta sẽ tới được cái trang này đây. Nó chuyên tạo lửa và khói các bạn. Đó, bạn thấy chưa? Đây là cái trang chủ nè. Rồi thì dứt vào đây để có mua và dùng thử. Tôi coi thử mua bao nhiêu tiền à? Pi nè. Thì nó cho login cho Cinema 4D, cho Lightway 3D luôn. Với giá tiền dưới đây nè bạn. 399 euro, đơn vị tính là tiền euro ha. Try dùng thử coi bao nhiêu. Nó dùng thử cho Cinema 4D, cho Lightway, cho After Effects luôn nè bạn. Đây là các phiên bản cho cả Windows và Mac. Thì bạn click vô đây để tải về thôi. Ta dùng thử để ta học tập các bạn. Đây là cho Cinema 4D nè. Sau này nó click vào để tải về dùng thử thôi. Sau này mà có điều kiện rồi thì chúng ta sẽ mua. Sẽ mua cái trả phí. Rồi sau khi bạn tải cái file đó về thì bạn cài đặt bình thường thôi. Bạn cài đặt bình thường trong cứ net tới gọi là cài đặt bình thường thôi. Rồi sau đó các bạn mở Cinema 4D lên thì bạn sẽ thấy trong đây, trên đây nó sẽ hiện lên Turbulent SD. Như thế này là thành công rồi ha. Tôi đã tải rồi nè. Rồi. Thì đầu tiên thì sau khi tải xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới tùy chỉnh cái giao diện một tí ha bạn. Chú ý ha, ta phải cài đặt rồi ta mới học được các video tiếp theo. Nên giờ ta sẽ tới phần mà tùy chỉnh giao diện một tí để cho sau này chúng ta dễ làm thôi. Thứ nhất đó là đây, Turbulent đây. Bạn click vào cái cửa sổ có tên là Review Fluid Container. Đây nè ha, mở dưới đây. Để nó hiện ra cửa sổ này. Cửa sổ này thì thông thường tôi làm là tôi sẽ lôi nó lên trên đây nè bạn. Mỗi người có cách tùy chỉnh giao diện khác nhau mà tôi thường hay lôi nó trên đây. Thấy chưa? Tôi lo vậy. Rồi, cái thứ hai là cái tôi sẽ lôi cái gì? Tôi sẽ lôi cái tên là Simulation Window. Này, tôi sẽ lôi cái này nha. Tôi sẽ lôi ra đây. Sao nó cho lôi ta? Lít giờ nó lôi cái này. Rồi, đâu mất tiêu rồi. Tôi lôi nguyên cái Simulate này nè bạn. Lôi ra ngoài đây. Ủa sao nó không cho tôi lôi ta? Đó, bạn click vô chứ ha. Bạn click vô cho nó hiện ra cái cửa sổ này, Simulation Window. Rồi sau đó bạn muốn lôi đâu thì lôi. Tôi đang lôi nó, tôi click vô cái dấu chấm này nè bạn. Tôi lôi xuống dưới đây nè ha. Đó. Nó tôi lôi để cho vị trí đó. Rồi, như thế này là ok ha các bạn. Rồi đây là cái giao diện của tôi. Thứ nhất là cái cửa sổ thuộc tính. Cái thứ hai là bên cái cửa sổ review xem trước kết quả. Cái thứ ba là cái cửa sổ simulate để hiển thị mô phỏng chuyển động ta. Đây. Còn đây là cái phần mà attribute dưới đây. Rồi, ở đây là cửa sổ object chứ. Đây là attribute. Ở đây là cái cửa sổ simulate. Simulation window đây ha, là cửa sổ này. Còn cái cửa sổ này là cửa sổ review. Review là cửa sổ này. Review Lewis Container. Thấy chưa? Là cái số đen này. Rồi, sau khi làm xong được cái tùy chỉnh cái giao diện á, thì chúng ta sẽ lưu lại Windows. Lưu lại cái giao diện này. Thì bạn nhấn Save Layout A nè bạn. Thì bạn lưu lại. Thì tôi đã lưu sẵn rồi nè. Giả sử như tôi quay lại cái giao diện mới, ban đầu mở cái phần mềm lên ha. Sau đó tôi đã lưu một cái giao diện của tôi nè. TFDGSER. Nè, tôi lưu lại. Nó thấy chưa? Tương tự như nãy tôi làm. Rồi thì bạn tùy chỉnh được cái giao diện như tôi ha. Để qua các video sau các bạn không bỡ ngỡ cái giao diện này. Tại sao nó tự nhiên nó có như vậy. Thì chúng ta sẽ tùy chỉnh dựa trên video này. Là video đầu tiên hướng dẫn các bạn cài đặt với tùy chỉnh giao diện Turbulent FD Container. Đây. Rồi. Video này là kết thúc. Tôi là Tú Phan. Hướng dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com.